Giải Copa America của bóng đá Nam Mỹ với 10 đội tuyển thi đấu cùng 6 đội khu vực CONCACAF, Bắc, Trung Mỹ và Caribe, và kỳ Euro 2024 ở châu Âu, 24 đội, đều diễn ra vào mùa hè tới đây gần như cùng thời điểm. Euro 2024 tổ chức ở nước Đức từ ngày 14 tháng 6 đến 14 tháng 7, trong khi Messi và đội tuyển Argentina bảo vệ chức vô địch Copa America từ ngày 20 tháng 6 đến 14 tháng 7 ở Mỹ. Tại giải Copa America, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, CONMEBOL, đã mở bán vé các trận đấu từ đầu năm nay. Trong đó, cả 3 trận vòng bảng của đội tuyển Argentina với Messi được cam kết chắc chắn có mặt thi đấu, đã bán hết vé chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ mở bán. Vé xem các trận này hiện chỉ còn được mua lại trên các kênh tiếp thị thứ cấp, nhưng với giá vé tiếp tục tăng mỗi ngày một chóng mặt do nhu cầu người xem ở Mỹ muốn chiêm ngưỡng Messi, vé rẻ nhất cho trận đấu vòng bảng của đội tuyển Argentina là trận gặp Peru trên sân Hard Rock ở Miami Garden, Florida, lúc 7 giờ ngày 30 tháng 6 giờ Việt Nam, đã là $300 một vé, hơn 7,6 triệu đồng, trong khi vé có chỗ ngồi tốt nhất khoảng $2,000 một vé, hơn 50,8 triệu đồng. Sân Hard Rock có sức chứa lên đến 80.120 khán giả, hiện không còn vé chính thức để mua, tờ Miami Herald, Mỹ, cho biết. Sân Hard Rock ngoài tổ chức trận cuối ở bảng A giữa đội tuyển Argentina gặp Peru, còn tổ chức một trận vòng bảng khác giữa đội tuyển Uruguay gặp Panama, ngày 24 tháng 6, mở màn bảng C. Vé trận đấu này cũng đang bán đắt như tôm tươi, với giá vé thấp nhất là $100, khoảng 2,5 triệu đồng. Trận đấu thứ 3 mà sân Hard Rock tổ chức là trận chung kết Copa America, diễn ra lúc 7 giờ ngày 15 tháng 7 giờ Việt Nam, vừa được CONMEBOL thông báo sẽ mở bán vé từ ngày 1 tháng 5 tới đây thông qua trang copameica.com. Hiện phần lớn vé xem các trận vòng bảng Copa America đã bán hết từ lâu, CONMEBOL tiếp tục mở bán các trận còn lại cùng các trận ở vòng tứ kết, bán kết và trận tranh hạng 3. Bên cạnh vé xem các trận đấu, các gói VIP bao gồm dịch vụ du lịch với vé xem các trận đấu có sẵn và chỗ ngồi tốt nhất đều được CONMEBOL bán rất đắt. Trong đó, các trận có đội tuyển Argentina và Messi cùng với đội tuyển Brazil, Mỹ, chủ nhà, Mexico và trận chung kết Copa America đều trong tình trạng khan hiếm vé, theo tờ Miami Herald chia sẻ. Gia đình của Messi cũng mua vé theo hình thức chọn gói VIP cho toàn bộ gia đình đi theo ủng hộ đội nhà. Vợ của Messi, Antonella vừa chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, cho thấy họ có thể đã mua đến 2 gói VIP theo dõi Copa America với khả năng xem đến trận chung kết.